cầu an. Và với quan niệm của cộng đồng các dân tộc thuộc nghĩa hệ Tày, Nùng, Thái thì yên là một trong những nghi thức để hướng về tâm linh tạ ơn trời đất. Và các động tác cũng như là giai điệu mang nét đậm đà bản sắc dân tộc của người văn hóa vùng cao. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho nhà nhà yên ấm, cầu cho mọi người an vui.